Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Hắn to gan thật, lão đem những thứ này dụ lên trên. Chúng ta ra ngoài, bị hàn sát chặn ở trong khe lõm, chúng ta nhất định là sẽ chết. Ta đi chặn Đông Phương Thần Quân, bản thân của ngươi hãy cẩn thận đấy. Được. Địa linh chi hồ, Trần Tiêu hỏa trảo, Giáp Mộc thần nơi. Ngươi và những hàn sát này chơi đùa với nhau đi. Có duyên rồi cũng sẽ có ngày gặp lại nhau, tạm biệt La Trình. Lần này ngươi sẽ không có cơ hội chạy thoát nữa đâu. Hơm, tốc độ của trường ấn này của mình cực kỳ nhanh, sao hắn có thể lé được? Lẽ nào là trùng hợp? Có gì đó sai sai, mỗi lần đều có thể lé được. Lẽ nào tên tiểu tử này có thể thăm dò được nội tâm của mình? Biết được thời gian xuất chiều, có phải rất là kỳ lạ, cảm thấy thế nào mà ta lại làm được hay không? Thật ra ngươi có thể đi hỏi Hàm Thanh Đế. Là có ý gì? Tại sao phải đi hỏi hắn? Bản thân ngươi tự suy nghĩ đi. Giả thần giả quỷ, dòng chảy âm dương. Mặc dù đã thông qua lửa ký ức có thể biết được suy nghĩ và xuất chiêu của Đông Phương Thần Quân, nhưng chiêu thức ở phạm vi lớn như vậy cũng không thể lao lẽ được. Chỉ đành phải đánh chính diện. Người của ta mà ngươi cũng dám động vào. Một kích tất chết lại bị phá hoại rồi. Na Trinh này sao lại không chịu chết vậy? Đối thủ của ngươi là ta. Phiền phức thật, chúng ta xuống dưới. Mình vẫn luôn xem cô ta là hung vật tàn ác. Mặc dù cô ta vì huyết mạch mà bảo vệ mình, nhưng vẫn có chút cảm động. Mà đám thánh nhân này nếu như nghe thấy phá xào huyệt, tình thế cũng sẽ không làm loạn đến mức như vậy. Thật sự là rất ngu xuẩn. Hàn sát của nơi này có khi nào không ngừng trùng sinh? Nếu như bọn họ bằng lòng hỗn chiến ở đây, tất cả mọi người đều sẽ chết. Không muốn chết thì có thể đi theo ta vào đó. Chúng ta đi thôi. Ta đi trước một bước. Quân thánh xuống dưới hay không? Ở đây khắp nơi đều là hàn sát. Mặc dù không biết là trong đó nguy hiểm hay không. Rõ. Nữ nhân kia không do dự mà đã xông vào đó. Có lẽ cơ thể chân ma ở trong xào huyệt, tất cả mọi người toàn bộ đều đã vào trong xào huyệt. Hàm Thanh Đế, lời mà tiểu tử đó nói ngược lại để ta nghĩ đến chuyện ở tầng 2. Lúc đó ta dùng mắt quan sát để dự đoán trước tập kích của ác ma, nhưng hắn lại có thể xuất chiêu trước. Sao hắn làm được như vậy? Lẽ nào cũng là nhìn nén nội tâm của ta hay sao? Hàm Thanh Đế này nhất định là che giấu bí mật, nhất định là phải cảnh giác đối với hắn. Bên trong sao huyệt, không gian bên trong này lại lớn đến như vậy, còn có hai ngôi sao đẹp như vậy. Lần đầu tiên khi ta vào đây cũng rất là ngạc nhiên. Không phải là ngươi lần đầu đi vào hay sao? Đương nhiên ta có thể lợi dụng bản thân để đến phần đáy của núi băng lửa. Đương nhiên là có thể xông vào trong sao huyệt. Nhưng phía trước mỗi một lần đều nắm giữ cơ thể của chân ma thất bại. Cho dù nó đang ở gần ngay trước mắt, lần này sẽ không xảy ra sự cố nữa chứ. Quân muốn ra tay hay sao? Nếu như ngươi muốn ra tay, chúng ta đương nhiên sẽ chơi tới cùng. May thật, thái độ này của quân thánh cũng xem như là đã nhượng bộ rồi. Nếu như còn muốn đấu lại với nữ nhân này, nghe rằng mọi người cũng không bảo vệ được tính mạng. Hờm, chúng ta đi thôi. Các vị đi theo ta. Rõ. Một nén hương sau, khí lạnh ở trên quả cầu ánh sáng màu xanh kia chính là những thứ hàn sát phun ra, mà những quả cầu màu đỏ kia chính là những năng lượng bao trùm ở bên trong khe lõm này. Đúng rồi, trong quả cầu màu đỏ là năng lượng của kết tinh viêm bạo. Ngươi hãy nhìn kỹ quả cầu ánh sáng này đi. Ngươi nhìn thấy cái gì?
Cơ thể của chân ma chính là ở đây, hơn nữa còn có hai bộ hay sao? Có lẽ chỉ có một bộ thôi, đó chỉ là hai loại biểu hiện của cơ thể chân ma mà thôi. Là có ý gì? Thật ra bản thân của cơ thể chân ma có lẽ là đại diện cho một loại thiên phú tự do đang chuyển đổi năng lượng. Trong quả cầu ánh sáng đang sở hữu khí lạnh cực kỳ lạnh kia, chỉ là hiệu quả của cơ thể chân ma sau khi đem năng lượng vững chắc hơn sản sinh ra mà thôi. Năng lượng vững chắc là một loại hồi tưởng lại, vậy tại sao lại lạnh lẽo như vậy? Nhiệt độ xung quanh của sức mạnh này đang còn tăng cao. Tất cả năng lượng dưới sự lưu động kịch liệt, nhiệt độ cũng sẽ tăng lên. Đúng vậy, nếu như năng lượng hoàn toàn bất động, nhiệt độ của nó sẽ giảm xuống thấp giới hạn, phóng ra khí lạnh tuyệt đối. Người nói chính là những khí lạnh này sao? Không sai, vì thế cơ thể của chân ma đều phân thành hai loại hình thái. Một loại là hình thái chính lưu, cũng chính là quả cầu ánh sáng màu đỏ. Một loại là hình thái nghịch lưu động, chính là quả cầu ánh sáng màu xanh. Đánh nát quả cầu ánh sáng, chúng ta có thể lấy được cơ thể chân ma. Nếu như thật sự đơn giản như ngươi đã nói, e rằng ngươi đã lấy đi được rồi, sao phải vất vả đợi chúng ta đến? Một mình ta quả thật là không lấy đi được. Vô số nghìn năm nay, hai quả cầu ánh sáng này vẫn dựa vào song thể của cơ thể chân ma, không ngừng thay đổi năng lượng cho nhau, hài hòa cho nhau. Nếu như công kích vào quả cầu ánh sáng màu đỏ, sẽ đem tất cả năng lượng vững chắc tích lũy đến quả cầu màu xanh. Nếu như công kích quả cầu ánh sáng màu xanh, sẽ khiến cho tất cả năng lượng sôi nổi, tích lũy đến quả cầu ánh sáng màu đỏ, cho nên từ đầu đến cuối không thể nào đánh nát quả cầu ánh sáng. Hơn nữa môi trường ở đây cũng quyết định hình dạng năng lượng. Cách 10 năm sẽ thay đổi một lần, nếu như các người cách 1 năm qua đây. Băng cung trước đây chính là một tòa đại điện nửa, núi băng nửa này chính là núi lửa thật sự. Cũng chính là nói, bây giờ là năm thứ 9, năng lượng đã bắt đầu ở thế sôi nổi, cho nên quả cầu ánh sáng màu xanh lại yếu hơn quả cầu ánh sáng màu đỏ. Bây giờ năng lượng ở trong quả cầu màu đỏ đã tích trữ được 90%, chúng ta chỉ cần công kích quả cầu màu xanh, cơ thể chân ma sẽ đem năng lượng ở trong quả cầu màu xanh này gây ảnh hưởng cho các vị, chuyển hóa đến quả cầu màu đỏ. Chỉ cần chúng ta có được cho đủ năng lượng thì có thể tiến triển mạnh thêm, đem quả cầu ánh sáng màu đỏ làm nổ tung. Chờ đã, quả cầu ánh sáng này chẳng qua cũng chỉ là rộng trăm trượng, thì không thể nào trực tiếp để ta thử trước hay sao? Phương thập hình, các vị đều là đại thánh nhân ở trong thánh vực, đương nhiên đều sẽ có một vài thủ đoạn lợi hại, có thể thử xem. Thập hình huynh, cái diều này là lấy được ở trong hồng hoang hay sao? Chưa bao giờ thấy huynh đã từng động qua. Không sai, cái diều này chính là tín ngưỡng chí bảo cấp 5, cũng xem như là tín ngưỡng chí bảo có uy lực lớn nhất ở trong hồng hoang. Các ngươi nhìn kìa, trong quả cầu ánh sáng màu đỏ này lại có một chút sóng. Đến ngay cả tín ngưỡng chí bảo này cũng đã bị đóng băng rồi ư? Công kích như vậy, ta sẽ có tác dụng hay sao? Quả cầu ánh sáng quả thật là rất khó phá vỡ. Chỉ là sức mạnh không đủ mà thôi. Bây giờ ta đã hiểu tại sao ta phải phục chế thánh nhân rồi chứ. Chúng ta có thể hợp lực phá quả cầu ánh sáng này. Các ngươi hợp tác với ta, cộng thêm bản sao, có hơn 30 thánh nhân. Nếu như năng lượng đủ thì có thể đem quả cầu ánh sáng này nổ tung. Được. Năng lực cơ thể chân ma chuyển đổi năng lượng quả thật là khiến người khác động lòng. Nếu như có thể lấy được bảo vật này, gần như đều có thể để ta có chỗ đứng trung lập ở trong thần vực. Được thôi, lát nữa các ngươi nghe theo chỉ thị của ta, lấy ra thủ đoạn lợi hại nhất của bản thân, công kích quả cầu ánh sáng màu xanh này là được rồi. Vốn dĩ không dự định để những thánh nhân này sống sót đến đây, nhưng mà chỉ dựa vào bản sao, có thể làm nát quả cầu được hay không mình cũng không có lắm chắc. Nếu như mọi chuyện phát triển đến bây giờ, thế thì hãy thuận theo tự nhiên. Dù sao tình thế vẫn đang nằm ở trong tay của mình. Mọi người hãy chuẩn bị,
Ra tay đi. Thần đạo trảm tình. Còn chưa đủ, các vị hãy dốc hết sức lực. Tiếp theo là vòng thứ hai, ra tay. Đây là máu cấm hỏa, ta âm thầm tu luyện chế. Khi uống vào quả thật là sẽ thăng cấp thực lực trong khoảng thời gian ngắn, nhưng đối với linh hồn cũng sẽ có ảnh hưởng tiêu cực. Bản sao này lại không có chút do dự nào mà uống vào như vậy. Có khe hở. Xem ra suy đoán của mình là đúng rồi, dưới sự hợp lực của nhiều người thật sự có thể phá được quả cầu ánh sáng này. Sắp lát rồi, tiếp tục. Nữ đồng này thức tỉnh rồi, cô ta có ý thức của bản thân. Thứ này thực lực thế nào? Ánh mắt của nữ đồng này nhìn như thế nào cũng không giống như là sinh mệnh sở hữu trí tuệ sơ cấp. Sau khi phá hoại quả cầu ánh sáng sẽ xảy ra chuyện gì đây? Quả cầu màu xanh cũng bắt đầu lứt ra rồi. Năng lực ở trong quả cầu đỏ đã chứa đầy. Nếu quả cầu màu xanh có thể chuyển hóa thêm năng lượng nữa, chỉ có thể dựa vào bản thân để chống chịu tấn công. Sắp sửa thành công rồi. Nhìn bộ dạng này là sắp thành công rồi, sắp vỡ ra rồi. Chúng ta còn tranh giành vị trí nữ đồng đó nữa hay không? Các ngươi là ai? Hừm, hành động nhanh đó. Nhìn thần thái của nữ đồng này, nếu muốn điều khiển được cơ thể của chân ma, nghe là sẽ không dễ dàng. Cứ quan sát trước đã. Dừng lại hết cho ta. Nữ nhân này chỉ có thế thôi mà cũng muốn cản chân của bọn ta hay sao? Là cơ thể của chân ma nhất định là thuộc về ta. Đường Luân cứ như vậy mà thiêu chết rồi sao? Hỏa diêm là thứ mà hắn quen thuộc nhất đó, chết tiệt. Đây, đây căn bản không phải là tín ngưỡng chí bảo. Đây là hung vật lợi hại nhất ở trong thâm nguyên ma vực này. Sao lại có thể, cơ thể chân ma lại có sức mạnh như vậy? Sao thế? Cơ thể chân ma này lợi hại như vậy, người khác sao có thể khống chế? Không biết, chúng ta lui lại một chút, nhìn thời cơ rồi hành động. Đa tạ các người. Đa tạ chúng tôi cái gì? Đã cho ta đầy đủ thức ăn. Nếu người nguyện ý đi theo ta, chỉ cần người thích, chúng tôi còn có thể cung cấp nhiều thức ăn hơn cho người. Không cần phải phiền phức như vậy, các ngươi sẽ đều là thức ăn của ta. Tốc độ nhanh quá. Xưa kia ta chưa từng dám giao lưu với cô ta, chính là sợ cô ta có trí tuệ. Bây giờ nhìn lại, điều lo lắng nhất là vẫn xảy ra rồi. Ta muốn thức ăn, tránh ra, chạy. Bắt đầu từ ngươi vậy. Không phải, tại sao lại đuổi theo ta? Các vị đồng liêu xin hãy ra tay giúp đỡ. Lãnh Diệu Huỳnh đến chỗ ta. Ta sẽ giam giữ nữ đồng này lại. Mọi người sẽ cùng nhau ra tay hợp sức. Vị nữ đồng này chưa chắc sẽ chịu đựng được. Nhưng ngươi có giam được cô ta lại không? Không thử sao mà biết được. Tô sắc vô hình, âm dương dung nhập, giam. Chư vị mau ra tay, ta không giam cô ta được bao lâu được. Được. Không ổn rồi, mau dừng tay. Hai vị nữ đồng này có thể chuyển hóa năng lượng cho nhau. Linh trí của bọn họ đã mở ra, hàn khí trong cơ thể nữ đồng mắt xanh kia, khi tích tụ đến một mức độ nhất định sẽ tỏa ra ngoài. Cái gì? Phía trước những người này đều tránh ra. Nữ đồng mắt xanh đó cũng ra tay rồi. Chết tiệt, mau rút lui. Không hay, bị hai vị nữ đồng này bay bao vây rồi. Các người chạy không thoát đâu. Hai nữ đồng lại dựa vào sợi dây này mới có thể truyền năng lượng cho nhau. Nghĩ cách chặt đứt sợi dây này, trước tiên hãy chém đứt.
Trước tiên hãy chấm dứt công kích của nữ đồng Lam Nhãn kia để ta. Không được, sợi dây này là một thông đạo hư không ảo. Nhưng mà không gian của vực sâu ma vực căn bản là không thể nào xé được. Như vậy chúng ta không thể nào cắt đứt liên hệ giữa bọn họ. Trừ khi có người có thể chấm dứt không gian này. Nếu như vận dụng thái hòa thần thương, ngược lại là có thể chém đứt. Thậm chí có thể nói, thái hòa thần thương chính là chìa khóa lấy được cơ thể của chân ma. Nhưng bây giờ không phải là lúc mà mình ra tay. Ta nhớ khi thánh nhân của Hàm Gia truy sát đã sử dụng một vũ khí tín ngưỡng. Thanh vũ khí tín ngưỡng có thể xem thường quy tắc của vực sâu ma vực, trực tiếp dùng đến thuật di chuyển. Không biết là có thể chém đứt liên hệ giữa hai lữ đồng này không? Ta làm chứng, ở trên Hắc Thủy vực, ta đã tận mắt nhìn thấy vị thánh nhân này sử dụng thuật di chuyển. Thanh thương đó bao hàm sức mạnh quy luật không gian rất mạnh. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Vực sâu ma vực này có thể áp chế ma vật. Ta sao có thể dùng đến thuật di chuyển? Ngươi đừng có mà vu oan vô căn cứ cho ta. Thánh đế huynh, bây giờ tình hình khẩn cấp. Nếu như thật sự là có vật này, hy vọng huynh có thể lấy ra, thay liên minh giải trừ nguy cơ. Ta không biết Na Trinh đang nói cái gì. Thật sao? Thần quân huynh lại tin một tiểu bối dùng kế ly gián, nhưng lại không tin ta. Ta không có cái thương đó. Có cái thương đó hay không, hỏi vị Hàm Thanh Đế này không phải là biết rồi sao? Hàm Thanh Đế, lấy thái hòa thần thương ra. Rõ. Hàm Thanh Đế, ngươi giấu ngược lại rất kỹ đấy, đến mức ta căn bản không thể nào nhìn thấu ngươi. Thần quân huynh hiểu lầm rồi, ta cũng là cơ duyên trùng hợp mới lấy được cây thương này. Ra tay với một vài người nguyên nhân thật sự là không đáng. Vậy nếu như lúc nãy mọi người rơi vào nguy hiểm, làm phiền Thanh Đế huynh ra tay. Hàm Thanh Đế này quả nhiên không phải là thứ vừa, sau khi nợ dụng giá trị cuối cùng của hắn, nhất định là phải đuổi cùng giết tận. Có gì mà không được? Tiểu cô nương, có phải không đuổi kịp theo đồ ăn của mình hay không? Bọn họ đều đang chạy, ngươi bằng lòng lên làm đồ ăn cho ta hay sao? Không, ta chỉ tiện ngươi đi một đoạn thôi. Không hay. Hắn lại thuận tiện cùng kéo mình xuống nước. Ơi, mình no đến đại cục, chỉ nói chuyện của thương. Không nói thân phận thật sự của hắn ra, hắn ngược lại ép mình vào chỗ chết. Không hay, số lượng quá nhiều không thể lao ra ngoài được. Cẩn thận, ngươi tránh ra. La Trình, Hàm Thanh Đế đây là có ý gì? Thần quân huynh, ta và tên tiểu tử này có một vài hiềm khích mà thôi. Nhưng mà hiềm khích của ta và ngươi lớn hơn. May mà chỉ là tạm thời tiếp xúc được với băng niên. Dùng đạo ẩn có thể đem khí lạnh ép ra. Ta và ngươi có hiềm khích gì? Ngươi có còn nhớ năm đó Nhạc Gia bị ngươi cho chìm vào biển thời gian hay không? Có còn nhớ Nhạc Ngâm Liễu ta hay không? Cái gì Nhạc Ngâm Liễu, đây sao có thể chứ? Hàm Thanh Đế này nói lung tung cái gì vậy? Nhạc Ngâm Liễu không thể nào. Ban đầu ta đã đích thân giết hắn. Đến ngay cả vũ trụ của hắn đều đã bị ta giết rồi. Sao có thể còn sống trên đời này chứ? Bởi vì thử huynh của ta có thể lắm giữ luân hồi để ta chuyển thế trọng sinh. Con chuột thạch lẫm kia lắm giữ luân hồi, cũng chính là nói luân hồi của ngươi đến Hàm Gia trùng sinh tu thành thánh nhân. Nhưng trước đó ngươi hình như là không ý thức được bản thân lại là Nhạc Ngâm Liễu. Quả thật là không ý thức được. Cũng chính là thử huynh sau khi chuyển thế, ký ức của ta mới thức tỉnh. Ngươi có nghi hoặc gì, ta đều có thể cho ngươi nghiện nói cho ngươi nghe. Ta không để ngươi chết không rõ như vậy được. Ngươi lại nắm chắc giết chết ta được như vậy ư? Đương nhiên giết ngươi chỉ là một khởi điểm. Đợi ta kế thừa được cơ thể của chân ma này, nhất định là phải hủy đi tất cả đạo lỗi, tất cả vũ trụ. Thần vực này không còn thánh nhân ngang bằng với ta. Thế lửa quá lớn, chúng ta không thể nào cứu La Trinh. La Trinh chết rồi, nữ nhân này bị chọc giận. Nếu như cô ta điên không biết là sẽ đáng sợ cỡ nào. Ta muốn giết tên đó.